Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ học cách dùng những giới từ chỉ thời gian, ví dụ như on, in, at, v.v. Và ví dụ như là vào thứ hai là cái từ gì, vào cuối tuần là cái từ gì, hoặc là vào buổi sáng v.v. là cái từ gì. Thì những cái từ này nó khác nhau nhé, mặc dù dịch là vào nhưng mà nó khác nhau nhé. Vậy thì mời các bạn và các em hãy xem đến hết video để xem thử cách dùng những giới từ này như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta có giới từ chỉ thời gian là in, on, at. Những cái này thì dịch như thế nào? Thì lấy ví dụ như là giờ ha. Giờ thì luôn luôn là at. Lấy ví dụ như là tôi thường thức dậy vào lúc 5:30. Đó là I usually get up at 5:30 at nha. Giờ là cứ at. Chúng ta nhớ như vậy, giờ là cứ at. Tiếp tục chúng ta chia thứ, ngày, tuần và tháng năm. Thì đầu tiên thứ và ngày thì luôn luôn là on, đã cứ vậy thôi. Ví dụ như là tôi có tiết tiếng Anh vào thứ hai, ví dụ như là I have an English class on Monday. Đó. Vào thứ hai on Monday, vào thứ ba on Tuesday, vào thứ tư on Wednesday, vân vân nha. Một ví dụ khác nữa là chúng tôi sẽ có một cuộc họp vào ngày 20 tháng 11. Lấy ví dụ như là we will have a meeting on November 20th. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy nè. Thế mà cứ có ngày, ở đây là thứ nè, thì có ngày đây là ngày nè. Mặc dù nó có tháng kể nó, thế có ngày là cứ on. Đó, ví dụ một câu khác nữa là họ đã tổ chức lễ cưới vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, ví dụ vậy đây ha. Ví dụ là they had a wedding ceremony on January the 1st, 2020. Thì chúng ta thấy nè, có năm, có ngày, có tháng gì đó, tùy. Nhưng mà miễn là có ngày, đây có ngày nè, thì cứ on. Đó, có ngày, có thứ là on. Đó. Rồi, tiếp tục chúng ta có tuần thì sao? Tuần thì lấy ví dụ như tuần này tôi học rất là cực. Ví dụ như là I've studied very hard this week. Thì tuần này tuần kia thì nó không có giới từ. Nhưng mà cuối tuần hay là như thế nào? Tôi sẽ đi câu vào cuối tuần là I will go fishing at the weekend hoặc on the weekend đều được nha. Đây là cái cách dùng của người Anh và người Mỹ. Người Anh thích dùng kiểu, người Mỹ thích dùng kiểu. Thì chúng ta cứ dùng cách nào cũng được, không sao nha, riêng cái từ này. Ok, bây giờ nếu mà chỉ có tháng và năm thôi thì chúng ta dùng in nha. Lấy ví dụ như họ sẽ tổ chức sinh nhật vào tháng 10. Đó là they will hold a birthday party in October. Thì ở đây có tháng thôi thì chúng ta in. In January, in February, in March. Đó. Hoặc là ví dụ như chúng tôi đã đi du lịch Vịnh Hạ Long vào năm 2020. Thì we visited Hạ Long Bay in 2020. Đó. Năm 2020. In. Đó. Như vậy thôi nha. Đấy. Đó là thứ, ngày, tuần, tháng và năm. Thì ngoài ra thì những trường hợp khác nữa là ví dụ như vào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối thì sao? Thì đó là in. Đó. Đi theo cụm luôn nha. In the morning là vào buổi sáng, in the afternoon là buổi chiều, in the evening là vào buổi tối. Đấy, mình phải nhớ luôn cụm vậy. Cuối cùng là vào buổi tối, vào buổi tối là at night và by night, cái nào cũng được nha. Và một cái nữa đó là vào ban ngày. Thì chúng ta có hai từ luôn, during the day hoặc là by day đều được đó. Thì những cái lẻ lẻ này chúng ta phải nhớ. Còn mà ngày, tháng, năm, thứ rồi thì cái đó nó theo cái quy tắc rồi ha. Chúng ta chỉ cần nhớ như vậy là được ha. Ok, một cái ví dụ khác nữa đó là vào ngày hôm đó anh ấy đã bỏ đi. Thì vào ngày hôm đó là on that day. Thì ngoài cái việc là thứ rồi, ngày rồi, thì riêng cái từ day nó cũng dùng on luôn nhá. On that day he went away. Đó, vào cái ngày hôm đó, được chưa? Ok, video ngày hôm nay thì hy vọng là sẽ giúp ích cho chúng ta giải quyết cái từ vào. Từ vào trong tiếng Việt nó dịch rất là đơn giản, chỉ một từ vào thôi. Nhưng trong tiếng Anh nó dùng rất là nhiều từ. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng học những quy tắc này để viết câu cho đúng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các em trong những video sau. Nhớ đăng ký kênh để đón xem những video học tiếng Anh nữa nha. Xin chào.